Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở trên đường Minh Phụng hướng về chợ Bình Tiên. Đó, ở đây là đường Minh Phụng mình chạy về chợ Bình Tiên ha. Thì cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ này là ngã tư đường Bảy Sậy. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà à, tương lai ra mặt tiền đường 12 m và hẻm trước nhà của mình hiện tại là hẻm xe tải qua lại ha. Đó, nhà nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện hữu với mật độ xây dựng được 97% 95% luôn nha. Sổ Hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên, không quy hoạch hẻm giới luôn nha anh chị. Đó, nhà mình được hai mặt hẻm. Hẻm phía trước nhà là hẻm xe tải, hẻm phía sau nhà là hẻm 4m ha. Đây thẳng ra đường Bể sậy ra lại uh, ngay uh, đường lò Gớm. Thì uh, nhân sẽ review cho anh chị mình căn nhà ở ngay chỗ cầu số 1 ha. Đối diện với chung cư uh, chung cư lò Gớm ha đối diện với chung cư lò gớm. ở đây là khu vực của phường 8 quận 6 ha anh chị đó, khu vực phường 8 quận 8 quận 6 căn nhà nhân sẽ giới thiệu cho anh chị mình có chiều ngang là 4 m và chiều sâu vào là 14 m nha nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hết luôn hướng nhà là hướng đông bắc nha hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là, là 5 tỷ 9 giá này vẫn còn thương lượng nha anh chị giá này còn thương lượng cho anh chị anh chị mình mua Bán sang tên ha à, Vẫn còn thương lượng Thương lượng chính chủ hết luôn nha anh chị Đó mình vẹo vào hẻm này là hẻm 958 Đường Lò Gớm Phường 8, quận 6 ha đó Vị trí bên đây ở Ngay căn nhà này ha cách vài căn là tới mặt tiền đường Lò Gớm rồi 500... 958 Xẹt 1C Đường Lò Gớm Đây à. hẻm trước nhà của mình ha Hay Hẻm trước nhà của mình nha anh chị Hẻm trước nhà của mình đây ha và ở đây là ngoài kia là mặt tiền đường đò gớm nha cái lộ giới của căn nhà mình là bên vé tay tay phải của mình còn bên bên căn nhà xây dựng rồi đây nè thì nó không có lộ giới và nó chỉ có lộ giới phía sau 4 mét phía sau hẻm phía sau sẽ mở 4 mét và hiện tại là hẻm 3 mét rồi đó mật độ xây dựng của căn nhà mình là một trạch ba lầu dân thượng nha hẻm này hẻm thông vào khu uh, trung tâm y tế phường 8 luôn phường 8 phường 6 luôn ha đó nó mở bên mé bên tay phải của mình đó tới căn nhà sâu và mới trong căn nhà mới xây nè là đường này giữ vóng là đường 12 mét anh chị rồi bây giờ nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem nha Mời anh chị đi theo nhân anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố hồ chí minh qua kênh youtube bất động sản sài thành hiện tại nhân đang ở trên đường lò gốm ngay vị trí cầu đi bộ số 1 nè anh chị bên kia đường là chung cư him lam chợ lớn gần trường Nguyễn Tất Thành Đó, gần trường Nguyễn Tất Thành ha và cái chung cư nhỏ này là chung cư lò gốm nha anh chị hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở hẻm xe hơi ha cái hẻm vào trung tâm y tế phường 8 quận 6 anh chị đây mình đi thẳng là trường đường Văn Thân Đó, khu vực có bờ kè rất là đẹp rồi nè và ở đây thì mình có thể đi ra đây là trường Văn Thân trường mầm non Văn Thân ha ở rồi đây đây qua đây thì mình đi về lại cầu ông buông đó, ngay cái chân cộng buông ha, ngay đường Hồng bàng ha. Và hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở trong hẻm 958 này. Đó, hẻm 958 là hẻm xe hơi nha. Đó, hẻm 958 là hẻm xe hơi nha anh chị, hẻm rộng rãi, hẻm xe tải vào tới nơi luôn nha. 958 đường Nguyễn Nhân Luân, khu vực phường 8, quận 6 nha anh Đâu. chị. Ở căn nhà này thì có hướng chính là hướng... Uh... Đông Bắc, hướng chính là hướng Đông Bắc ha, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, với chiều ngang đó là 4m, nhưng sâu vào là 14m ha, nhà sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng xe tên. Và hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 9, giá này còn thương lượng nha anh chị, còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ha, đó. ngang 4, sâu vào là 14m. Hẻm vào trong nhà mình nè anh chị. Hẻm này hẻm xe tải ra vào ha. Thôi mình vào trong mà và quay luôn cho anh chị mình cái sổ để cho anh chị mình nhìn thấy ha. Hai bên mỗi bên mình còn dư ra được khoảng nửa mét nữa nha. Hai bên thì dư thêm nửa mét nữa. Và cái hẻm này ta gọi là hẻm đi vào trung tâm y tế phường 8, quận 6 ha anh chị. Đó, ngoài sau mình còn một bài hẻm phía sau nữa, tí mình sẽ quay cái sổ cho anh chị mình thấy luôn. Nếu anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nha, kênh YouTube bất động sản Xà Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình ha. Đó đây là vị trí trước nhà của mình nè. 598 xẹt 1 C nha anh chị. Đó. Căn nhà bên kia. Và căn nhà này nếu anh chị mình xây dựng mới thì xây dựng giống cái bên nha đó một trệt nè một lửng hai lầu đó tương thượng ha nếu mà xây dựng mới thì xây dựng giống vậy ha và bên kia thì đi thông vô hẻm xe hơi xe hơi chạy vào tới nơi ha hướng nhà là hướng đông bắc nha anh chị đó, ở đây thì mình coi mặt tiền nó cách nhau tí xíu thôi ở ngoài kia là mặt tiền vị trí ngay chỗ chung cư Him Lam chợ lớn ha sát bên chung cư Him Lam chợ lớn luôn nhà là sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên và bây giờ quay cái sổ cho anh chị mình xem luôn nè đó ngang là 4 x 14 nha đó, 4 x 14 m một trệt và một lửng thôi hướng nhà là hướng đông bắc nha anh chị bây giờ để mở cái sổ lên cho anh chị mình xem nè Ở địa chỉ của căn nhà mình này anh chị năm 958 1 c đường lò gớm ha. tổng diện tích đất đó là 54 m một trệt và một lửng nha anh chị và sẽ mở cái sổ cho anh chị mình xem và test chết thông tin quy hoạch luôn nha đây cái thông tin của căn nhà mình nè nó này hẻm sao ha nó trước nhà mình nè nó trước nhà mình đây ha nhà sổ hồng vuông vắng nha anh chị nhà sổ hồng riêng vuông vắng ha ngang là 4m sâu vào 14m ha một trệt một lửng nè anh chị đó anh chị mình xem rõ không hướng nhà là hướng đông bắc ha ở nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem nè đó căn này ha hẻm thông qua bên kia luôn hẻm thông bên kia là hẻm xe hơi ha vào trung tâm y tế trung tâm y tế phường 4 của quận uh, phường 8 của quận 6 ha vào trung tâm y tế phường phường uh, 8 quận quận 6 đó ngang 4m và hai bên ha hai bên bức tường của mình đó hai bên bức tường đó là còn khoảng hở của hai bên đó là được uh, mỗi bên nửa mét nữa nha anh chị, đó, nên anh chị mình sau này mình mở cửa nhà rất là đẹp luôn, mở cửa rất là thoáng luôn ha. Đây nè, đây nè anh chị mình xem nè, đó, ở trước nhà mình ha, trước nhà của mình nè, đường trước nhà của mình ha, đó. sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha anh chị, có một trệt một lửng, chết tôi độ thông tin căn nhà cho anh chị mình xem luôn nha. các cái vị trí để cho anh chị mình thấy luôn ha đây căn này ha anh chị khu dân cư hiện hữu hết nha khu dân cư hiện hữu hết nè hiện tổng diện tích đất của mình là được 57 mươi bảy mét nè đó khu dân cư hiện hữu sau này chị mình có cái đường lớn nè rộng rãi ha ở đường lớn từ lò gốm mình đi vô nè bên đây là chung cư hiêm lam chợ lớn bên này nè ở bên chung cư hiêm lam chợ lớn nằm ở bên này nè gần trường Nguyễn Tất Thành đâu đó anh chị gần trường Dân Thân gần chợ Bình Tiên khu vực chợ lớn chợ Bình Tây ha khu vực chợ lớn nha anh chị đó căn nhà này thuận tiện xây dựng mới một trệt ba lầu sân thượng nha hai bên nó còn một khoảng hở khoảng một mét nữa nha anh chị ở trên thì uh, máy uh, máy tôn máy anh chị, không máy to, máy là xi măng giống như xưa kiểu xưa ha, năm đó, đi thẳng ra phía sau luôn ngoài sau mình còn cái hẻm ngoài sau nữa dự kiến là làm mở rộng ra ngoài sau nữa nha đó, anh chị mình làm thì chừa cái sân phía sau cho trước nhà và sau nhà cho nó mát ha khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị đó khu dân cư hiện hữu hết luôn đây trước nhà của mình nha rộng rãi ngang 4 mét sâu vào là 14 mét ha à, mỗi bên là nó còn có khoảng hở nè để lấy đồ sọc vô cho anh chị mình xem luôn là cái cây dài ha cái cây ha cây dài nha đó nó còn có một khúc như đây chị mình xem à mỗi bên nó còn một khúc vậy nè anh chị xem mỗi bên nó còn khoảng hở vậy ha anh chị mình xây dựng thì mình chưa cái khoảng hở đó ra để mình làm cửa sổ rồi ha mở cửa gió lùa vào ập rất là mát nha khu dân cư hiện hữu hết mua bán thì sổ hồng ký công chứng sang tên nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi ở đây là khu vực của phường 8 quận 6 gần chợ Bình Tiên nè anh chị gần chợ Bình Tiên gần Quỹ Ban gần trường Dân Thân gần trường Nguyễn Tất Thành ngay chung cư Kim Lam chợ lớn ha đó. có cái lửng ở trên nữa nha có cái lửng thể hiện trên sổ luôn đúng hiện trạng ha rất là dễ sang tên ở sang tên xong thì anh chị mình xây dựng mới hoặc là cải tạo theo hiện trạng đó, để tạo hiện trạng hiện trạng thì chị mình uh, muốn làm như thế nào cứ giữ theo hiện trạng chạch lẫn thôi còn xây dựng mới hiệu trạch ba lầu sân thượng thôi, hiện tại chủ đăng kêu con này là 5 tỷ 9 5 tỷ chín còn thương lượng cho anh chị vừa bán nhanh đó hẻm thông vào hẻm trung tâm y tế của phường 8 quận 6 ha đó, đây vào trong Rồi hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Trên YouTube bất động sản Sài Thành ha anh chị. Đó. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được đồ bất động sản ngứa nhất cho mình ha. Khu dân cư hiện hóa lời anh chị ơi. Thuận tiện xây dựng mới nha. Hẻm là hẻm xe hơi. Xe à, hơi ở trong nhà luôn. Xe căn này lên là xe hơi để trong nhà luôn nha. Đó, mình xây mới thì giống căn kế bên căn kế bên vừa mới xây mới lên nè rồi đây ra kia rồi nhân xin chào hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản nguy nhất cho mình nhanh chị